Anh mời món ra. Dạ dạ. Nắng say lắm, anh đi mà chưa mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu. Yeah.
Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Thank you. Sau đây là giọng ca của chị Thanh Hà. Với bài gì? Cái bài Si Lamo Existence của quý vị bài hát khác. Dạ thưa quý vị, bài này là cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh Hạnh đã hát bài là Jose Puri, và cảm ơn anh Quang Phước đã hát bài. Đang khiếu nại là tại sao lâu quá không nghe anh hát tiếng Hàn, thì anh hát bài.